Chào các bạn nha, tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của Vinh Nguyễn nha các bạn. Trong video clip hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một con xe. Xe này là Magic 110 RRR của FVM nha các bạn, mọi người. Thì cái xe này á thì khách người ta ít có dùng á, người ta trùm mền lại, người ta cất, nhưng mà khi mà muốn đi đâu đó dắt ra đi thì không có được nha các bạn. Thì mình sẽ review cho các bạn xem mấy con xe này cái nguyên nhân sao mà đi không được nha các bạn, cái hậu quả của việc đắp mền cất xe nha các bạn. Đây các bạn, bị chuột vô nó cắn này các bạn, chuột vô nó thiến hết này các bạn. Đây, cắn lủng hết, học bình nó cắn lủng hết này. Dây, dây một cắn luôn. Rồi, vào lốt ổ này. Mình sẽ đưa các bạn đi một vòng chiếc xe nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hết cái dàn áo này ra. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nó còn những cái lỗi gì nữa không nha các bạn. Và đây các bạn, mình đã tháo hết cái dàn áo cái con xe FVM này ra nè, FVM 110 này ra. Rồi bây giờ mình xem thử nó chuột nó vô nó thiếu những chỗ nào nữa nha các bạn. Đây là kết quả của cái việc mà xe trùm mền đỡ lâu không đi đó các bạn. Rồi, nó na đủ thứ hết trong này nè các bạn. Wow, ghê quá đi. Con xe này là nghe chú này nói thì đỡ khoảng cỡ 6 tháng không đi, cứ trong mình đỡ y trong nhà, mình nghĩ là nó đỡ trong nhà nó sạch sẽ không sao, nhưng mà thiệt ra là chuột nó vô đây nó làm ổ trong này này mọi người, cắn đứt hết, học đồ ngờ mà nó cắn một lỗ này, vừa con chuột chưa rô này các bạn, chắn như dấu răng. À như cái con xe này ngày xưa nó bị hư sạc nên người ta thay cục sạc khác rồi này các bạn, thay cục sạc khác rồi mà nó người ta làm biếng, người ta không tháo cái dàn áo á, tại vì nó cấn ở chỗ này này, người ta không tháo cái dàn áo thì người ta gắn vô, người ta nhét vào trong này luôn này các bạn. Cục sạc này vẫn vẫn bị hư này các bạn, nứt rồi nè. Cái này đỡ mình kiểm tra sau. Nứt bỡ nổ luôn này các bạn. Rồi, bây giờ mình mở cái hộp đầu này ra thử nha. Wow, kinh khủng không? Cắn lủng luôn cái đèn xi nhan này các bạn. Ồ, cái đèn xi nhan bên đây nó còn nguyên này. Anh em bạn, nó còn nguyên như thế này này. Cái loại tội phạm này rất là nguy hiểm,
Mã văn tý này các bạn, tý văn chuột đó, tội phạm này rất là nghi hiểm. Dây à, xe người ta là dây cắn đứt hết luôn à. Wow, đứt hết không còn gì luôn các bạn. Đây cục nháy này, cục nháy siêu nhanh này. Không phải là phá nữa, nó còn là phá kinh khủng luôn á. Xe người ta đều mất cái 6 tháng không đi mà cắn ở đây. Đấy các bạn, vậy là mình nên khuyên mọi người nếu như mà xe mình nên hạn chế đỡ lâu nha mọi người, thì hạn chế đỡ lâu thì nếu như mình đỡ một lâu một chỗ thì chuột nó sẽ vào trong này, nó sẽ vào trong này, nó phá hết cái dàn dây điện, nó cắn hết, nó phá hết cái dàn dây điện như thế này này các bạn. Đó. Nếu như mà các bạn đỡ cái xe mà muốn đỡ xe lâu á thì khoảng cỡ ngày 2 ngày hoặc là ngày nào các bạn cũng cho nó nổ lên, đờ cho nó nổ lên một chập, rèn ga một chập rồi mình tắt đi, nó đỡ mình, nếu có chuột ở trong này thì nó sẽ chạy ra. Còn cái cách thứ hai nữa là mọi người cứ mua một ít lông não đó, ví dụ mọi người lấy cái lông não mà thường thường người ta thường bỏ đồ rồi cho nó khỏi bị mối mọt vô đó mọi người, thì bỏ vào trong này thì những cái con chuột này nó vô nó sẽ có cái mùi đó thì nó sẽ không có vào được nữa, nó sẽ đi ra, nó sẽ không vào, nó cắn được những cái dây của chúng ta nha. Đó, ví dụ bây giờ mua lông não bỏ cái phần này ít này, bỏ phần bên dưới đây ít, rồi hộp đầu mình cũng nhét vô, thì khi chuột nó vào đây nó sẽ bay cái mùi thì nó sẽ đi ra, nó không có cắn dây được nữa nha mọi người. Và một cái cách thứ hai nữa thì người lấy cái chai R7 này xịt vào. Đó, xịt vào như thế này này. Đó, xịt vào như thế này này. Đó, thì cái R7 này nó rất là hôi nha các bạn. Hôi cực kỳ hôi luôn. Mà trong khi mà mình xịt cái R7 là nó vừa bảo vệ được cái lớp cái sườn xe, những ốc xe là nó không có oxy hóa này, nó chống xét chống rỉ luôn. Cái đó là cái cách thứ hai của riêng Vinh Nguyễn nha các bạn. R7 này thì mọi người cứ xịt hết cho, xịt ví dụ cái ngóc ngách này xịt cho nó hồi lâu, hồi rất là lâu ạ, nửa năm 6 tháng vẫn được. Thì khi mà chuột nó vô này thì nó sẽ bay cái mùi hôi này, nó không chịu nổi thì nó chạy chạy ra. À, vậy là hôm nay mình đã làm một clip vui chia sẻ về cái xe mà tình trạng xe đỡ lâu không đi các bạn. Thì mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và mọi người sức khỏe, thành công hơn trong cuộc sống. Và nếu yêu mến Vinh thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ Vinh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.